Chồng nhìn hoa đăng, lén cha lén mẹ hẹn hò đêm
cô nàng ngây ngất, cho làng bên đây có anh chàng ngẩn ngơ. Tiếng hát thanh thoát đó làm lên sức sống mới, tiếng hát thanh thoát đó làm vui cho cuộc đời. Cho mẹ cho cha có thêm chàng dế quy, cho mẹ cho cha có thêm nàng dâu. Vẫy tay mừng kìa em sao thẹn thùng, pháo vui nổ đùng đùng. Anh sẽ đưa em cùng về căn nhà xinh xinh, xin thăm hai đứa mình dìu nhau trong cuộc sống. Ta sẽ đưa nhau cùng vào khung trời mênh mông, say đắm trong giấc mộng đầm ấm nghĩa vợ chồng. Đám cưới mình bạn gần bạn xa đến rất chân tình, ai cũng chúc trăm năm. Nét trăng rằm cô dâu say áo cưới chào bà con, chàng rể dáng tươi cười. Má của chú rể vào là
đây là vừa hỏi đúng là vừa hỏi tràn tràn chưa vừa tươi vui mát mẻ bảo quý vị các đồng họ nhà trai đó là những lời chào thân ái trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa quý vị, niềm vui rất lớn với gia đình của chúng tôi đó được đón tiếp toàn thể quý vị trong gia tộc họ nhà trai. Và giờ đây xin trân trọng kính mời vị đại diện của họ nhà trai sẽ có hơi lời phát biểu và xin mọi người vỗ một tràng pháo tay để chào mừng vị đại diện của họ nhà trai thật to thật dài quý vị ơi. Kính thưa ông bà chủ hộ, vị đại diện tôi cùng đồng học được sự tín nhiệm của bà Nguyễn Văn Linh, tôi hân hạnh được đại diện cho họ trai xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào cho chúng ta cảm nhận nhé. Để chuẩn bị bước vào những nghi thức của lễ ăn hỏi hôm nay, cho phép các bạn trai tôi được ít phút để giới thiệu các bậc cha mẹ của cháu đang nghỉ dịp trong buổi lễ hôm nay. Đầu tiên là ông bà Nguyễn Văn Linh, là bố mẹ của quý rể. Kế tiếp là dì, bà dì của cháu. Mời bà đứng. Sau lúc đấy, bà Minh. Mời bà Minh đến cho bà mẹ. Đến bác và bà Cang. Bác và bà Cang. Mở học. Và chú ra. Kế tiếp là bố đỡ đầu của cháu già. Và sau cùng là tôi đại diện là chú của chú rể. Xin thành cảm ơn. Kính thưa vị đại diện họ nhà cha, kính thưa toàn thể các bà cha bác trong hai dòng tộc, niềm vui của chúng tôi được đón phái đoàn nhà cha theo lời giới thiệu của vị đại diện họ nhà cha. Chúng tôi rất hân hạnh biết được tất cả quý vị trong gia tộc của họ nhà cha thay cho lời lễ nói lần này chào mừng quý vị một tràng pháo tay nữa. Kính thưa quý vị, niềm vui của gia đình gia tộc của chúng tôi ngày hôm nay đó là ngày lễ kết hôn. Chính vì lý do đó cho nên ở đây chúng tôi xin được sẽ mời thân mẫu của cháu Thiên Trang dẫn con ra để chào quan viên hai họ ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời mẹ sẽ dẫn con ra để chào quan viên hai họ ngày hôm nay. Xin con dẫn vợ gặp cháu. Đó là niềm vui rất lớn cho bậc làm cha làm mẹ. Và ngày hôm nay người cha người mẹ sẽ đưa con ra để chào quan viên họ nhà cha cũng như tất cả quý vị hiện diện ở nơi đây, để rồi trong mối dây liên kết những hai gia đình hai gia tộc chúng ta sẽ khởi sự bắt đầu từ ngày hôm nay. Rồi chú rể cháu bông ấy, cô dâu ngay cái bàn giữa bàn ấy, hai người cháu bông. Đây là xin mời hai mẹ con được sự giúp đỡ của cha quan hệ nhà con. Vâng, kính thưa quý vị, đây cháu cũng kính cha, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và giờ đây chú rể sẽ trao cho cô dâu gói hoa là bằng của mình. Cứ xích ở giữa. Xích ở giữa bàn thờ. Ô,
thôi, chú giải tiếp đây. Rồi hai người nhìn nhau. Hai người quay lại nhìn nhau, phải không biết chào qua người yêu. Nha. Vâng, ngày hôm nay có hoa lòng của anh xin chào cho em. Và chú giải ngày hôm nay nói là tình anh như nước dâng cao, tình anh như đóa hoa hồng thắm hương, hơn người anh yêu anh thương. Xin em thắm hương tình anh thất tuyệt đi vâng. Chúc mừng hai con ngày hôm nay tình yêu quý vị có hoa hồng tình yêu. Và giờ đây xin mời vị đại diện điện hòa nhà Trang sẽ tiếp tục phát biểu. Kính thưa họ tập nhà gái, họ nhà trai hôm nay chúng tôi mang những lễ vật về làm gắn hỏi cho hàng cháu. Thì lễ vật gồm có quay hướng này. Đầu tiên các cháu mở ra đó là cầu trầu, miếng trầu lên nghĩa phụ thê, cha mẹ đồng ý em về với anh. Và kế tiếp các cháu mở, kế tiếp là bắn. Thế tiếp nữa là một thầy trái cây. Các cháu có tiếp tục mở. Người to quá trẻ là cái gì gì gì. Áo dạ. Chà và riêng. Chà với ai? Đây là tiếp tục là một cây văn mắn nữa. Và đây là một mốc này. Hai phong bì. Một phong bì để kính nhớ tổ tiên. Và một phong bì là lễ cưới. Đây là tất cả những lễ vật mà họ nhà trai chúng tôi mang tới họ nhà gái. Xin ra mời vị đại diện xem xét xem tất cả những lễ vật họ nhà trai mang tới. Giới thiệu của vị đại diện họ nhà trai, chúng tôi nhận thấy tất cả những sinh lễ vật hôm nay thật là phải nói là hoành tráng, nói theo giới trẻ là hoành tráng và rất đầy đủ nghĩa của ngày lễ đính hôn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chắc chắn là quý vị cũng nhìn thấy cao trào của họ. Và quý vị, mà hồi xưa các cụ đây thì thường hay nói là miếng trầu là câu chuyện. Nhưng mà cái trầu này là gọi là trầu kinh, trầu tình. Câu cha mà trầu mẹ cho mình lấy nhau. Trầu này mời những người trên, mời ông, mời bà, mời tất cả chú chú. Làm sao cho đỏ duyên mình, đỏ từng má thắm chúng mình hôm nay. Từ đây mãi mãi về sau phải đỏ nhé. Cao trào quẹt vào nhau thì nó lên được màu son. Và chúng con quẹt vào nhau thì tình yêu sẽ được phát triển lên. Đây, nhớ là không bao giờ là không rời bỏ nhau nhé. Như chim liền cánh, cây liền cảnh nhé. Được không? Đây, cái thứ hai thì chúng tôi thấy là sinh lễ vào ngày hôm nay. Cái điều mà thấy những chai liều ở nơi đây phải đoàn họ nhà trai đem đến. Người ta thường hay nói là rượu không say, nhưng say thì trẻ, mà tỉnh thì không bé, bé thì riêng. Rượu này say mãi duyên duyên tình, rượu này do uống nên duyên với chồng. Chỉ có rượu này chúng con nên duyên với chồng thôi, và những rượu may quá mà nó say chết luôn đấy. Cho nên rượu này là duyên với chồng, chứ còn lại uống với nhau, say nhau. Say tình say kia, và say nhau suốt đời của em tình yêu nhé. Đấy. Trong tình tình Việt Nam, chính Chúa Giêsu ngài đã hóa nước thành thịt để mà đôi hôn nhân được nồng thắm với nhau và mọi người đến với nhau trong tình yêu. Và kính thưa quý vị,
chúng ta thấy được là đầy đủ ý nghĩa của ngày hôm nay, nhất là chúng ta thấy là những trái cây nó lên uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhớ công đức sinh thành của những thân phụ mẫu. Chúng ta cố gắng là sẽ làm tròn sứ vụ của mình, của người con thảo hiếu cha mẹ. Vì thế nên là cứ theo điều răn tư của Chúa và điều răn thiên thư Chúa dạy thảo kinh cha mẹ, chúng ta cố gắng làm như vậy. Và kính thưa vị đại diện, chúng ta nhận thấy tất cả những sinh lễ vật ngày hôm nay thật là đầy đủ và ý nghĩa trong ngày lễ lễ hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo cháu gái chúng tôi mà đem sinh lễ vật đến để làm lễ vật tình thương hôm nay. Một lần nữa thay cho lời muốn nói bằng tràng pháo tay ạ. Chú chạy đi sát sát này. Ông có đông cả mà lấy tiền tiêu này. Anh lên đây đi sát sát cho chú tâm hồn. Rót 2 ly để mời bố hay mời mẹ.
để mời tới cho ta cùng mẫu ạ. Rót vào cái bình kia. Mới tới lần đầu. Rồi lấy cái bình đấy đó. Đó là hai đi. Đâu ơi, mời bố mới này, chú dạy mời bố này, hai ông phục đi. Mời mời đó, tăng tầm ly dân. Mời bố ly, mời bố qua. Rồi hai mời hai ông cùng đi các bạn. Hai ông cùng đi 100%. Em cạn đấy nha. Rồi. 100% luôn. Rồi mời hai mẹ luôn, mời hai mẹ vừa luôn. Mời. Đưa lên thôi à. Rồi hai bà cùng đi. Rồi hai bà cùng đi 100%. Rồi. Rồi. Đó hai ly bài hai mẹ gì? Ở đâu vậy? Chị Linh uống cả ly. Mời hai người chị. Rồi, rồi đây là con lót là đại diện cho mời vị đại diện của nhà trai. Thôi hai vị luôn, hai ông luôn, hai ông luôn. Mời về. Chúc mừng hôm nay hai người được đến đây là bạn nhìn với nhau nào. Thì hôm nay đến tiên vợ chồng cũng là cái lên nghĩa mà ngon quá, ngon quá. Phải cạn thì cũng là 5%. Vâng, kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin quý vị cho chúng tôi một vài phút để cảm ơn Thiên Chúa. Thế xin mời quý vị chú tên là thân gia đình của chúng con, chúng con biết bao nhiêu vọng thần mà vọng ngân lớn nhất ngày hôm nay đó là chúng con được đón tiếp phái đoàn ngọc hành gia, đó là sự sum họp của hai dòng họ của chúng con giữa họ Vũ và họ Nguyễn, đó là tất cả quý ông bà cha bác đã đến đây để cùng chia vui với gia đình của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho ngày đại lễ này được mọi sự lành và an trong tay Chúa hôm nay và ngày mai, và nhất là hai cháu bước lên bàn thờ để cùng nhau thề ước và lên lý thuyết hôn nhân. Xin Chúa chúc phúc đóng ấn cho hai cháu suốt cuộc đời làm tròn sứ vụ của mình như gia đình gia sư. Nhân danh Cha và Con và cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba thương mẹ lắm u con ngày đêm, đoàn thân xác hồn chẳng bàn ơn thiên. Đến muôn đời con tạ ơn Thiên Chúa. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa. Đến muôn đời con ngợi khen Chúa, đến muôn đời.
mong ơn. Lời mẹ Maria mẹ là một hương gia đầy đỉnh, lời mẹ chúng con xin dâng đại gia đình hai dòng tộc của chúng con lên cho mẹ, nhất là câu dân hôn. Ước gì có bàn tay của mẹ phù trì che chở nâng đỡ trong đời sống trần thế này, nhất là đời sống hôn nhân gia đình, để chúng con sẽ chu toàn được sứ vụ nhờ bàn tay của mẹ nâng đỡ chúng con, để chúng con dõi được theo mẹ, để chúng con sẽ sống như mẹ đã sống dưới mai gia đình thánh gia sư. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đầu trinh, đoàn con tiếng hát chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ Thiên Linh, mẹ chính là nữ. Trước ngay tòa Thiên Chúa xin Chúa thương nhận lời cầu của chúng con. Nhân đây Đức Cha và Con và Thánh Thần. Chúng tôi xin cầu để chúng ta lên thánh đường để cầu nguyện cho hai con, hai cháu của chúng ta. Vì thế nên xin kính mời quý vị sẽ đi ra xe và trở về giáo xứ Bắc Hòa. Vâng, tại vì ở đây là Tân Bắc nhưng mà gia đình cháu vẫn còn ở Bắc Hòa nên là sẽ trở về giáo xứ Bắc Hòa cho thánh lễ. Nhưng mà trước khi đi thì xin ra nhờ vị đại diện dọn việc ạ. Sau thánh lễ xong thì chúng tôi xin kính mời toàn thể quý vị gia tộc của nhà cha sẽ quay trở lại đây để dùng bữa tiệc vô quy ngày hôm nay. Vì thế nên là xin mời vị đại diện chúc phúc cho là tại vì chúng tôi không thể biết hết được phái đoàn của nhà trai là ý kiến như thế nào đấy, cho nên là chưa nhìn thấy, có thể chưa nhìn thấy bao giờ không là vị đại diện giúp cho để mời về đây được các bạn, nếu được các bạn này. Và một lần nữa thì cũng xin mong quý vị là khi quay lại dùng tiền thì theo giới trẻ họ nói cái câu là không say không được về. Đấy, cho nên là tất cả chúng ta sẽ phải say và chúng ta sẽ xin dùng tiền thoải mái. Vì thế nên là xin chào quý vị, sau đây là xin mời quay lại đây và chọn cho mình tùy chỗ nào thích nhất thì sẽ tự chọn theo sự hướng dẫn của vị đại diện và nhà trai ạ. Và những người chụp lấy cái bài diện nhà trai nhé. Vâng, xin mời các cháu bên của chúng ta sẽ
hồi quả lại cho phải bảo bảo mọi người cha. À, các cháu mấy quả bên ngoài không, mẹ ăn xong tối mẹ ăn xong mình cho trả quả. Thank you.
trời cao ban ơn thiên dục sông đời hôn nhân. Xin ngài nâng đỡ ân cần, tình ngài thương sẽ rất dịu trăm dây châu quyến lấy buông cau.
rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui mãi mãi bên nhau cần xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao cần xin mẹ thương dặn dìu tình yêu dâng cao Thank you.
dù tôi sống hay tôi chết, vì đối với tôi sống là Kitô và chết là một mỗi lời. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đạo nào, vì tôi bị đạo con giữa hai đạo. Ao ước của tôi là thay đi để được ở với Kitô. Điều này tôi có một phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em chỉ có điều đấy phải trả lời làm sao chúng ta với đi mừng của Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Thank you.
Thank you.
Xin cho ta đi tu ở hết lòng yêu thương và giúp đỡ.
Thank you.
nhìn lên trời và hơn và thêm gần anh. Cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn.